Chuyện chiến lang ở rể Lê Văn Vân chương 981, chọc phải ổ tiêm quỷ Cái gì, phó vũ ngạc nhiên đến biến sắc, trong lều, toàn bộ người của tiểu đội tiên phong đều nhất thời ngạc nhiên nhìn anh ta, người vừa mới lên tiếng ban nãy cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu cứ từ từ mà nói, phó vũ vội vàng hỏi. Ban nãy mấy người Lê Văn Vân đã đến nơi đóng quân, rồi bác sĩ Phạm đi tới bên y tế, còn lại bảy người Lê Văn Vân hình như hơi nhàm chán, vừa bước ra khỏi lều đã hỏi tôi anh đang ở đâu, tôi bảo rằng anh đã đi họp rồi. Nói đến đây, anh ta liền nuốt nước bọt. Sau đó Lê Văn Vân nhìn máy bay trên đỉnh núi một lúc, nói rằng muốn đi xem thử trình độ của tiêm quỷ vàng kia như thế nào, mấy người khác cũng hùa theo anh ta, rồi bảy người bọn họ cùng cầm vũ khí đi lên núi. Háo tử bất đắc dĩ nói, thằng nhãi này, đã là lúc này rồi mà còn làm loạn. Phó vũ lớn tiếng mắng, rồi nhìn về phía lâm thắng nam đang ngồi ở bên cạnh nói số ba bà hãy ở đây họp trước đi rồi ghi âm lại cho tôi đợi tôi quay về sẽ lắng nghe cụ thể bây giờ tôi phải đến chỗ ông cụ trước đã còn họp hành cái quái gì nữa hình như người có làn da ngăm đen vừa mới lên tiếng trước đó hiểu ý của phó vũ nên lớn tiếng chửi bằng tiếng anh cậu đi ra ngoài trước đi nhớ kỹ những lời tôi vừa mới nói có lẽ chiến tranh sẽ nổ ra sớm hơn phó vũ gấp gáp chạy ra ngoài chạy một mạch đến nơi ở của Trác Nhất Minh. Lều của Trác Nhất Minh rất lớn, ông ta và Vương Hồng đang ở bên trong. Nhìn thấy Phó Vũ xông vào, Vương Hồng cau mày nói, cậu hấp ta hấp tấp làm gì, chúng tôi đang chuẩn bị ra ngoài tổ chức cuộc họp với thủ lĩnh các hệ đây. Hai người đừng họp hành gì nữa, xảy ra chuyện lớn rồi. Phó Vũ cũng không khách sáo, tự động cầm tách trà trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói, Lê Văn Vân, Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đến rồi à? chắc nhất minh cau mày nói vậy thì gọi cậu ta đến đây đợi tôi một lát tôi có chuyện muốn căn dặn cậu ta không phải phó vũ nuốt nước trà trong miệng rồi thở dài nói lê văn vân sau khi lê văn vân đến đây đã dẫn theo người của mình đi lên núi aspen rồi cái gì chắc nhất minh ngạc nhiên thốt lên cậu ta điên rồi ư trên đó có nhiều tiêm quỷ như vậy chúng ta mau ra ngoài xem thử đi phó vũ nói chắc nhất minh vội vàng chạy ra khỏi lều chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, chẳng mấy chốc đã truyền khắp căn lều lớn. Không ít người gác đêm đều chạy ra khỏi lều, nhìn về phía dãy núi Aspen, rất nhiều người chỉ nhìn thấy vài chấm đen đang liên tục men theo sườn núi nhảy lên trên, còn cao thủ từ đỉnh cấp trở lên có thị lực cao thì đã nhìn thấy ở lưng chừng núi, ba người Lý Thu đã ngừng lại, rồi Lý Thu móc khẩu súng bắn tỉa ra, đặt ở một nơi có thể làm giá đỡ. Audio điện tử võ tấn bền Tất nhiên, anh ta sẽ không thật sự nổ súng bắn lên trên, mà chỉ có thể bắn yểm trợ khi mấy người Lê Văn Vân rút lui. Bốn người còn lại nhanh chóng đến gần đỉnh núi. Thằng nhãi hồ đồ này, chắc nhất Minh vừa lao ra ngoài đã chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sắc mặt của Vương Hồng cũng rất khó coi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phó Vũ đứng bên cạnh gượng cười hỏi. Chúng ta còn có thể làm gì được? Vương Hồng nhìn lên núi, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cậu mau quay về tập hợp tiểu đội tiên phong, có lẽ chiến tranh sẽ nổ ra trước vài ngày. Hả, lông mày của phó vũ bóng giật mạnh, nhìn thấy vẻ mặt tức muốn nổ phổi của Vương Hồng, vội vàng gật đầu đáp tôi hiểu rồi. Anh ta vừa rời đi, chắc nhất mình đã nắm chặt một tay, chân khí phun trào, chảm hồng đao đang ở trong lều đã xuất hiện ở trên tay ông ta. Vương Hồng cười ha hả hỏi, ông chuẩn bị thế nào rồi? Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng được 8-90% rồi, nếu bổ một đao này xuống, tiêm quỷ vàng sẽ chết chắc. Chắc nhất minh lạnh nhạt nói, nhưng, quỷ đỏ và quỷ xanh còn lại thì không thể nào bao trùm quá nhiều được. Thằng nhãi này, vẫn muốn thay ông vung ra một đao này, nói trắng ra là cậu ta không muốn để ông chết, Vương Hồng khẽ cười nói. Coi như thằng nhãi này vẫn còn chút lương tâm, chắc nhất minh chửi mát. Lúc này, mấy thủ lĩnh hệ khác cũng nhanh chóng chạy tới, sau khi đến gần đã vây quanh Trác Nhất Minh hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người gác đêm hệ hoa các ông đã quá hấp tấp. Trác Nhất Minh thở ơ đáp, chúng ta còn có thể làm gì được? Cứ chuẩn bị cho việc chiến tranh, tiến hành theo kế hoạch là được, tầm một hai ngày nữa thôi. Ngoài ra, bây giờ cậu ta đã không còn là người gác đêm nữa, trước đây mấy người đã tự tay ép cậu ta rời đi, toàn bộ huân chương của cậu ta đều đang nằm giải rác ở Tổng bộ Liên Hợp Quân. Chuyện này Đám người đi tới đó đều nhất thời im lặng, rồi nhanh chóng rời đi, tuyên bố tin tức tác chiến bất cứ lúc nào. Trên núi, Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ, Doãn Nhu và Trần Tiêu đang nhanh chóng đến gần đỉnh núi như đi trên mặt đất bằng phẳng. "Đội trưởng," Hoàng Thi Kỳ bỗng lên tiếng, "Đám người bên dưới đang làm gì vậy?" Người trong tiểu đội cũng rất hứng thú với cách gọi với Lê Văn Vân, khi nào chấp hành nhiệm vụ sẽ gọi Lê Văn Vân là đội trưởng, còn lúc riêng tư thì gọi là đại ca hoặc thủ lĩnh nhưng đa số vẫn gọi bằng tên lê văn vân ngừng bước ở giữa núi quay đầu nhìn xuống bên dưới rồi cau mày nói với bộ dạng kia chẳng lẽ bọn định khai chiến ngay bây giờ ư tôi chỉ đi thăm dò thôi mà vậy chúng ta có đi tiếp nữa không doãn nhu hỏi lê văn vân gật đầu đáp chúng ta đã đi đến bước này rồi đâu có lý do nào để không tiếp tục các người ngừng lại ở đây là được rồi tôi sẽ đi lên đó một mình Hoàng Thi Kỳ cả kinh nói, tôi sẽ đi cùng anh. Không cần đâu, tôi chỉ đi thăm dò mà thôi. Lê Văn Vân khẽ thở dài nói, các người cứ đợi ở đây, khi nào tôi rút lui thì yểm trợ cho tôi. Được, Hoàng Thạch Kỳ nói đến đây thì cao mày nói tiếp, anh tuyệt đối không được liều mạng đấy. Tôi biết rồi, tôi đâu phải tên não tàn. Lê Văn Vân bĩu môi, nhanh chóng lao về phía trước. Bên ngoài vẫn có vài tiêm quỷ đang đi tuần tra, tất cả đều là tiêm quỷ xanh, tầm hai ba chục con đang đi vòng quanh máy bay đỉnh núi này hơi bằng phẳng máy bay kia lấp lóe tia sáng nhàn nhạt, nhạt trông vô cùng khổng lồ đột nhiên đám tiêm quỷ xanh này nhìn thấy một bóng người nhảy lên trên sườn núi bọn chúng nhất thời kinh ngạc rõ ràng không ngờ đến tình huống này đợi bọn chúng phản ứng lại đã nhìn thấy một thanh đoạn đao đang bay tới rồi một tiêm quỷ thậm chí còn chẳng kịp tự nổ đã bị đoạn đao chém thành hai khúc đồng thời bóng dáng đó cũng lao tới với tốc độ cực nhanh tay anh cầm trường đao, chân khí rồi rào. Đám tiêm quỷ xanh liền nổi giận, hàng chục tiêm quỷ tay cầm vũ khí, nhanh chóng lao về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không hề lùi lại mà còn tiến lên, liếm môi nói, mình phải thu chút lãi trước đã. Anh gầm lên, xông vào trong đám tiêm quỷ xanh, chỉ trong tích tắc, đã có bảy tám tiêm quỷ bị chém đứt như đang bổ dưa. Vù vù vù, trên chiếc máy bay bên cạnh bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ, rồi một cánh cửa lớn được mở ra, Từng tiêm quỷ xanh lần lượt nhảy ra từ bên trong, ít nhất cũng hơn 100 con, trong đó còn có 3-4 tiêm quỷ đỏ, bọn chúng gào thét lao về phía Lê Văn Vân, tay cũng cầm trụ kiếm phát ra tia sáng màu xanh. Mẹ kiếp, Lê Văn Vân sợ hết hồn, lần này coi như anh đã chọc phải ổ tiêm quỷ. Chương 982, bị áp chế rồi. Bây giờ đối mặt với quỷ đỏ, nếu Lê Văn Vân không sử dụng tần tử cuồng dũng, chắc chắn anh sẽ bị chém chết, ngược lại nếu anh sử dụng tần tử cuồng dũng anh cảm thấy mình có thể giết bọn chúng trong vòng vài giây. Nhưng thời gian của tần tử cuồng dũng có hạn. Đây cũng là lý do tại sao Lê Văn Vân lại muốn thăm dò tiêm quỷ vàng. Anh cảm thấy dưới tần tử cuồng dũng, mình có thể giết chết tiêm quỷ đỏ trong tích tắc. Mặc dù đối mặt với tiêm quỷ vàng cấp bậc cao hơn, anh cũng nắm chắc ở một mức độ nhất định. Nhưng bây giờ ba tiêm quỷ đỏ cùng lao ra, cộng thêm hàng trăm tiêm quỷ xanh, áp lực này thật sự quá khủng khiếp, Lê Văn Vân cũng không dám cứng đối cứng với bọn chúng mắt thấy đám tiêm quỷ đã lao tới lê văn vân liền hít sâu một hơi rồi xoay người bắt đầu chạy tất nhiên anh không hề chạy xuống núi mà men theo đỉnh dãy núi chạy về một phía thế là trong đám người gác đêm ở bên dưới có người đã chứng kiến cảnh tượng lê văn vân bị một đám tiêm quỷ cầm vũ khí truy sát chắc nhất minh nhíu chặt mày nói thằng nhãi này định làm gì thế một ông cụ trong người gác đêm hệ hoa cũng lên tiếng nhất minh Thằng nhãi này là niềm hy vọng của chúng ta, không được để cậu ta chết ở trên đó, ông mau ra lệnh đi. Đúng vậy, suy cho cùng, người cuối cùng hạ lệnh tấn công chính là Trác Nhất Minh, bởi vì ông ta là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong người gác đêm, là mấu chốt quyết định liệu bọn họ có thể giành chiến thắng hay không, tất cả đều nằm trong tay của Trác Nhất Minh. Khoan đã, đúng lúc này, Vương Hồng bỗng lắc đầu nói. Trên đỉnh núi, Lê Văn Vân duy trì tốc độ cố định để đám tiêm quỷ này không đuổi theo kịp nhưng cũng không đến nỗi bị tụt lại phía sau. Thỉnh thoảng anh còn quay đầu lại, chém chết một hai con tiêm quỷ xanh. Chém xong, anh lại chạy trốn tiếp. Chạy được một lúc, Lê Văn Vân bỗng híp mắt lại, bởi vì anh nhìn thấy nơi đậu máy bay phát ra một tia sáng màu vàng. Nó nhảy lên trên máy bay, rồi ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân từ xa. "Hả?" Lúc Lê Văn Vân nhìn thấy nó thì từ từ thở ra một hơi, trên người anh nhất thời dâng lên khí thế, dứt khoát chạy một vòng nhanh chóng tiếp cận máy bay. Hàng trăm tiêm quỷ ở phía sau nhất thời không phản ứng kịp, bởi vì tốc độ của Lê Văn Vân quá nhanh, bọn chúng hoàn toàn không đuổi theo kịp. Lê Văn Vân càng chạy tốc độ càng nhanh, khí thế càng mạnh mẽ. Đồng thời trong máy bay, lại có bốn tiêm quỷ đỏ bước ra, thấy Lê Văn Vân đang lao đến thì giơ trụ kiếm trong tay lên. Gào gừ. Đúng lúc này, dường như trong người của Lê Văn Vân phát ra một âm thanh kỳ lạ vừa giống tiếng sói chu, vừa giống tiếng rồng gầm. Lê Văn Vân đã sử dụng tần tử cuồng dũng. Khí thế trên người anh đã tăng vào đến mức cực kỳ khủng khiếp, từng luồng chân khí lượn lờ khắp người, dưới ánh sáng, đao vô danh trong tay lấp lành ánh sáng đáng sợ, tuyết xung quanh bắt đầu chấn động liên hồi. Dưới núi, mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều cảm nhận được khí thế của Lê Văn Vân. Sau lưng chắc nhất minh là 19 siêu cấp, đa số đều mang dáng vẻ của một ông lão bà lão. Bây giờ, nhìn thấy khí thế trên người Lê Văn Vân, bọn họ đều ngạc nhiên đến biến sắc. Nhất là Chu Diệu Khôn nhà họ Chu và Ôn Uẩn nhà họ Ôn, bây giờ trên mặt hai người đều hiện lên vẻ sợ hãi. Trước đây bọn họ còn uy hiếp Lê Văn Vân, nhưng bây giờ Lê Văn Vân đã thể hiện thực lực thật sự quá đáng sợ. Đây, chính là người đứng thứ ba trong thiên bảng ư. Hình như Lê Văn Vân còn chưa tới 30 tuổi, thiên phú này đúng là không ngờ người như vậy đã không còn là người gác đêm nữa nhất minh vung ra một đao này có lẽ cậu ta chính là niềm hy vọng cuối cùng nhưng bây giờ lại xuất hiện một người như vậy lại bị cưỡng ép rút khỏi người gác đêm cũng may cậu ta vẫn tới tham gia trận chiến này bên dưới khi khí thế trên người lê văn vân tăng vọt có người đã bàn tán xôn xao ở vị trí trước nhất chắc nhất minh đang nắm chặt chảm hồng đao ở trong tay nhìn chằm chằm đỉnh núi nói bây giờ chúng ta có thể ra tay rồi chứ Vương Hồng Cao mày nói, tôi không nhìn thấy rõ tình hình ở bên trên, nhưng... Nghe tiếng động, có lẽ thằng nhóc này vẫn chưa gặp nguy hiểm. Chúng ta cứ đợi thêm một lát nữa xem sao. Tôi không muốn cậu ta xảy ra điều bất chắc, chắc nhất Minh trầm giọng nói. Ông đừng gấp, chúng ta cứ đợi một lát trước đã. Vương Hồng lại nói. Lúc này, ở lưng chừng núi Aspen, có một hang động, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở cửa hang động có một mảnh vải trắng như tuyết, mảnh vải này treo ở đây trông giống y như tuyết trên núi, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết. Lúc này, Giản Hưng đang mặc một bộ đồ trắng như tuyết đứng ở cửa hang động. Trên người anh ta mặc chiếc áo khoác gió màu trắng, đang nghịch một bộ bài tú lơ khơ ở trong tay. Bây giờ, anh ta đang quay đầu nhìn lên đỉnh núi, rồi cười tự diễu nói, quả thật cậu có tư cách trở thành người gác đêm số không hơn tôi, nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, có lẽ phải cho cậu thêm vài năm nữa, chúng ta mới thật sự có hy vọng, nhưng tiếc rằng, chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi." Dứt lời, anh ta nhìn xuống người gác đêm ở bên dưới, trên mặt lộ ra tia cay đắng, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng trở nên kiên định. Trên đỉnh núi, tốc độ của Lê Văn Vân cực kỳ nhanh, ánh mắt khóa chặt Tiêm Quỷ Vàng đang lấp lóe tia sáng màu vàng. Từng âm thanh phát ra từ trong người, ngay cả bản thân Lê Văn Vân cũng không phát hiện ra. Nhưng theo âm thanh này, dường như Tiêm Quỷ Vàng ở phía trước đã di chuyển tia sáng màu vàng trên người nó nhất thời trở nên ngày càng trói mắt rồi anh nhìn thấy tiêm quỷ vàng đó giơ trụ kiếm màu vàng trong tay lên trụ kiếm màu vàng phát ra trùng tia sáng lóa mắt rồi mấy tiêm quỷ khác kể cả tiêm quỷ đang truy sát sau lưng lê văn vân đều đồng loạt ngừng lại một giây sau tiêm quỷ vàng đó giống như tia chớp màu vàng vụt qua lao thẳng về phía lê văn vân song đao lưu nhược tuyết chảm trong mắt lê văn vân hiện lên tia hưng phấn anh đang chờ đợi giây phút đối đầu trực diện với tiêm quỷ vàng đây anh cũng không còn do dự nữa một tay cầm lấy đao phá không cầm hai thanh đao ở trong tay chém thẳng về phía tiêm quỷ vàng đang lao tới keng 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 đúng lúc này tiếng vang lanh lảnh nhanh chóng vang lên lúc trên người tiêm quỷ vàng phun trào nguồn năng lượng đáng sợ và tia sáng màu vàng lấp lóe anh đã ra tay với tốc độ cực nhanh mỗi lần va chạm Lê Văn Vân đều cảm thấy khí huyết dâng trào. Lần này hoàn toàn khác biệt với các cuộc chiến trước của Lê Văn Vân, tất nhiên cuộc chiến khó khăn nhất của anh là trận bị bao vây tấn công vào 3 năm trước, và lấy đỉnh cấp khiêu chiến với siêu cấp ở khu tội ác vào nhiều năm trước. Nhưng trong trận chiến ở Giang Thành hơn 3 năm trước, anh cũng là người mạnh nhất, chỉ vì anh bị bao vây tấn công nên mới không đủ thể lực. Trong các trận chiến khác, đa số Lê Văn Vân đều chiếm ưu thế, cho dù là lúc đối đầu với đem, anh cũng cảm thấy mình mạnh hơn đem một bậc. Còn trận chiến này và trận chiến đỉnh cấp thách thức siêu cấp, có điểm tương đồng nhất định. Đó chính là cảm giác một ngạt. Lê Văn Vân cảm thấy mình bị áp bức toàn thân. Cho dù sau khi chiến đấu với đem, anh đã có chút tiến bộ, bây giờ còn sử dụng tần tử cuồng dũng, có thể nói là đã tung ra hết át chủ bài. Nhưng, anh thật sự vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa hai bên, như thể Tiêm quỷ vàng này ở một cấp bậc khác. CCC si, si, si. dường như tiêm quỷ vàng đang nói chuyện nhưng Lê Văn Vân lại chẳng hiểu gì cả mình phải chuồn thôi Lê Văn Vân thầm thở dài chương 983 tôi đã không còn là người gác đêm nữa Đúng vậy anh phải chuồn thôi mục đích lần này của Lê Văn Vân là để thăm dò trình độ của tiêm quỷ vàng này bây giờ đáp án đã rất rõ ràng rồi anh có khoảng cách rất lớn với tiêm quỷ vàng này hơn nữa bên cạnh máy bay kia xuất hiện ngày càng nhiều tiêm quỷ, mà ở bên khác cũng có hàng trăm tiêm quỷ đang ồ ạt à chạy đến đây. Nếu anh còn không chuồn, chắc chắn sẽ bị đám tiêm quỷ này ăn tươi nuốt sống. Lê Văn Vân lại bổ xuống một đao, cả người nhanh chóng lui về sau, đồng thời hét lớn, mau nhận lấy một đao của tao này. Chân khí trên người anh bắt đầu dâng trào về phía thanh đao trong tay anh. Đây chính là một thương mà Lữ Dương từng sử dụng, Lê Văn Vân đã học theo giam giáp, bây giờ cũng bắt trước theo tiêm quỷ vàng nhìn thấy hành động của lê văn vân thì vẻ mặt nghiêm nghị bày ra dáng vẻ phòng thủ nhưng đúng lúc này lê văn vân lại khẽ cười dứt khoát xoay người bỏ chạy xuống núi tiêm quỷ vàng nhất thời sửng sốt rồi nhanh chóng phản ứng lại lao thẳng về phía lê văn vân lê văn vân men theo sườn núi chạy xuống dưới đồng thời hét lớn rút lui ba người ở bên dưới đều hiểu rõ gần như cùng lúc xoay tròn hai thanh đao phóng thẳng về phía tiêm quỷ vàng. Tất nhiên, hai thanh đao này chẳng hề gây ra tính sát thương nào đối với tiêm quỷ vàng, tiêm quỷ vàng vung tay hai lần, hai thanh đao đã bay ngược trở lại. Nhưng ít nhất cũng có chút tác dụng ngăn cản. Hai thanh đao là do Hoàng Thi Kỳ và Trần Tiêu cùng phóng ra. Còn Doãn Nhu chỉ khẽ nhướng mày, chứ không ra tay. Ba người đang ở trước mặt Lê Văn Vân, nhanh chóng chạy xuống núi. Tiêm quỷ vàng phát ra tiếng hú dài, như thể đã nổi giận, Tốc độ ngày càng nhanh, lao về phía Lê Văn Vân đang ở bên dưới, hình như nó hơi sốt sắng, không muốn cho mấy người Lê Văn Vân bỏ chạy như thế. Đám tiêm quỷ khác ở sau lưng nó nghe thấy tiếng hú dài cũng lao xuống núi. Lê Văn Vân dẫn theo hàng trăm tiêm quỷ lao xuống từ trên đỉnh núi. Tốc độ của tiêm quỷ rất nhanh, đang nhanh chóng áp sát Lê Văn Vân. Xẹt, đột nhiên, nó cảm nhận được điều gì đó, nên ngước mắt lên nhìn xuống bên dưới một viên đạn đang bắn thẳng về phía cổ của nó, tiêm quỷ vàng cảm nhận được tiêu uy hiếp, cả người theo bản năng né sang một bên. Đồng thời, ánh mắt của nó nhìn về phía lưng chừng núi, Lý Thu đã cất súng bắn tỉa, đang điên cuồng chạy xuống núi, trong đôi mắt màu vàng của nó hiện lên tia kinh ngạc. Nó nhanh chóng khôi phục lại, tiếp tục đuổi theo xuống núi, nhưng khi đến lưng chừng núi, nó đã đột ngột dừng lại, không tiếp tục truy đuổi gắt gao nữa, ánh mắt nhìn về phía đại quân người gác đêm đông nghịt ở bên dưới nói đúng hơn là tầm mắt của nó đang rơi vào người trác nhất minh trác nhất minh nắm chặt chảm hồng đao ở trong tay như thể chỉ cần nó tiến thêm một bước nữa trác nhất minh sẽ bổ chảm hồng đao xuống ngay tiêm quỷ vàng phát ra tiếng hú dài như thể đang chỉ huy đám quỷ đỏ và quỷ xanh sau lưng nó đều đồng loạt ngừng lại không tiếp tục truy đuổi gắt gao nữa mà xoay người chạy lên trên đỉnh núi lê văn vân vẫn chạy xuống bên dưới anh chạy được một lúc thì quay đầu lại nhìn rồi ngừng bước Bọn chúng rút lui rồi ư?" Hoàng Thi Kỳ nhíu mày hỏi. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra nói, "Đám tiêm quỷ này luôn trốn ở trên đây, bọn chúng không tấn công chúng ta, cũng không thử đột phá vòng vây tiến vào thế giới bình thường. Tôi luôn cảm thấy bọn chúng có mục đích gì đó." "Anh lại sử dụng tần tử cuồng dũng rồi." Hoàng Thi Kỳ thấy khí thế liên tục giảm sút trên người Lê Văn Vân thì cau mày nói, "Dù gì đây cũng là chiêu tiêu hao sinh mệnh đến cực hạn." Bây giờ thoạt nhìn cơ thể anh không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng chuyện này chẳng hề chắc chắn, ngộ nhớ vào lúc nào đó tác dụng phụ này xuất hiện, anh có hối hận cũng đã quá muộn. Lê Văn Vân cười nói, cô đừng lo lắng quá, chúng ta cứ đi xuống trước đi. Lúc này, đại quân người gác đêm đông nghịt ở bên dưới vẫn mang dáng vẻ như gặp phải đại địch. Chắc nhất mình buông bàn tay đang nắm chặt chảm hồng đau ra, từ từ thở hắt ra, nói với Vương Hồng, đám tiêm quỷ kia không truy đuổi gắt gao nữa, bọn họ chạy thoát rồi. Cái tên hồ đồ này, Vương Hồng thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, rồi nói với người bên cạnh rằng, cậu hãy bảo mọi người nghỉ ngơi trước đi, thời gian chiến tranh sẽ kéo dài ra. Mấy người khác đều gật đầu, lén thở dài một hơi, kế hoạch của bọn họ là để cho chắc nhất minh hoàn toàn bình phục, như vậy bọn họ cũng nắm chắc hơn. Nếu chắc nhất minh không chém chết tiêm quỷ vàng, vậy thì bọn họ xong đời rồi, chỉ có thể lấy mạng người lấp vào, hơn nữa chưa chắc đã có thể lấp chết tiêm quỷ này chắc nhất minh hừ lạnh nói với người đang đứng ở gần đó đợi thằng nhãi kia xuống núi rồi thì bảo cậu ta đến chỗ của tôi tôi có chuyện muốn nói với cậu ta phó vũ đứng ở gần đó lau mồ hôi lạnh trên chán đáp tôi biết rồi lê văn vân đi bộ xuống núi hễ là nơi anh đi qua người gác đêm đều tản ra hai bên nhường đường cho bọn họ bây giờ bọn họ rất kính nể đồng thời cũng hơi phẫn nộ và oán trách lê văn vân Bọn họ kính nể là vì chỉ có mấy người Lê Văn Vân mà dám chạy thẳng lên đỉnh núi gây hấn với đám tiêm quỷ, hơn nữa sau khi xuống tay còn rút lui một cách an toàn, thậm chí Lê Văn Vân còn giao đấu với tiêm quỷ vàng kia. Mặc dù trông anh có vẻ không địch lại, nhưng nói tóm lại anh vẫn rút lui một cách an toàn. Trong toàn bộ lịch sử, tiêm quỷ vàng kia chỉ từng xuất hiện một lần, mà lần đó, chắc nhất minh được mệnh danh là bất khả chiến bại trên thế giới cũng phải trả một cái giá rất lớn mới thành công giết chết nó. Bây giờ Lê Văn Vân lại khiến bọn họ chấn động lần nữa. Tất nhiên, bọn họ oán trách là vì Lê Văn Vân không đi theo lẽ thường, chẳng nói với ai đã một mình chạy lên núi, rất nhiều người gác đêm suýt khai chiến sớm vì anh. Lê Văn Vân không bận tâm nhiều như vậy, sở dĩ anh đi thăm dò là để xem thử liệu mình có thể chém chết tiêm quỷ vàng này hay không, có đủ tư cách để thay chắc nhất minh bổ ra một đao cực kỳ quan trọng kia hay không anh, không muốn chắc nhất mình thật sự phải bỏ mạng tại đây. Lê Văn Vân đi xuyên qua đoàn người, quay về lều của mình. Sau khi bước vào lều, anh liền ném hai thanh đao xuống đất, rồi ngồi xuống, khí thế trên người đã hoàn toàn biến mất, há miệng thở hổn hển. Cảm giác yếu ớt nhanh chóng lan ra. Cố Bạch vội hỏi, đại ca, tiêm quỷ vàng kia thế nào? Có hy vọng gì không? Lê Văn Vân nghiêm mặt đáp, tôi đánh không lại nó, ban nãy tôi chỉ thăm dò đơn giản, sau vài lần va chạm, tôi cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp nứt ra, cảm giác này giống như đỉnh cấp đang đối mặt với siêu cấp vậy. Sắc mặt của Cố Bạch khẽ thay đổi, ý anh là, anh thua nó một bậc ư? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Sắc mặt của Hoàng Thi Kỳ cũng không nhịn được khẽ thay đổi, thật, thật sự cần ông cụ bổ ra một đao trí mạng kia mới được ư? Lê Văn Vân nghĩ đến đây thì trong lòng hơi phiền muộn, anh do dự không biết liệu một đao mà mình đã học của lữ dương có thể chém chết tiêm quỷ này hay không một đao của lữ dương tập trung toàn bộ chân khí vào một điểm rồi bùng phát lực bùng phát này không mà tưởng tượng được tất nhiên khuyết điểm cũng rất lớn đó chính là nếu bổ một đao không chết thì chỉ có thể bị đối phương chém chết bởi vì sau khi bổ một đao thậm chí bạn còn không có sức lực để chạy trốn nhưng lê văn vân vô thức cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ anh nhìn tay của mình thở dài nói, tôi vẫn còn quá yếu đúng không? Bây giờ anh đã không còn xương rồng nào để hấp thụ, toàn bộ xương rồng mà anh có thể tìm thấy đều được hấp thụ hết. Có lẽ Bùi Ninh Tùng biết nơi cất giấu mấy khúc xương rồng, nhưng Lê Văn Vân sẽ không hỏi, bởi vì nếu anh hỏi, có lẽ ông ta sẽ ậm ờ kéo dài thời gian, do đó Lê Văn Vân đã bổ thẳng một đao xuống người ông ta. Hơn nữa cho dù anh lấy được xương rồng thì bây giờ cũng hấp thụ rất chậm, hiệu quả nâng cao cũng có hạn trừ phi anh có đủ thời gian để hấp thụ nhiều xương rồng hơn. Tất nhiên, bây giờ chuyện này đã không còn quan trọng đối với anh, dù gì tiêm quỷ vàng kia cũng đang ở trên đó, chuẩn bị đè đầu cưới cổ anh bất cứ lúc nào. Danh con, đúng lúc này, lều được vén lên, phó vũ thò mặt vào nói, mụ nội nó, cậu đúng là tên thích gây sự. Lê Văn Vân bĩu môi đáp, tôi đã không còn là người gác đêm nữa, nên tôi có làm gì cũng không cần sự cho phép của các anh. Phó Vũ Dư nổi giận, rồi bĩu môi nói, ông cụ bảo cậu qua đó tìm ông ấy. chương 984, lợi ủy thác của Trác Nhất Minh. Bây giờ, trong lều của Trác Nhất Minh, ông ta đang ngồi ở bên đó, tay cầm một tách trà nóng, ngắm nhìn chảm hồng đao ở trong tay. Mà bên cạnh ông ta, Vương Hồng đang cầm một chồng tài liệu, đeo một cặp kính lão, vừa xoa cầm vừa đọc. Trác Nhất Minh xuất thân từ nông dân, sau ngần ấy năm, ông ta cũng lười biếng quản lý công việc của người gác đêm, sự tồn tại của ông ta chủ yếu là do kính sợ, còn người thật sự giải quyết việc lớn việc bé của người gác đêm vẫn là Vương Hồng. Ông cụ chắc nhất mình chẳng khác gì ông chủ vung tay, suốt ngày trốn lên mạng lướt đôi anh ngắm gái đẹp, còn chơi game online học cách mắng người. Tất nhiên, Vương Hồng thật sự rất thành thạo với những việc này, dường như ông ta sinh ra là để làm công việc này. Đúng lúc này, cửa lều được vén lên, Lê Văn Vân bước vào trong. Bây giờ anh vẫn đang ở trong trạng thái yếu ớt, sắc mặt hơi tái nhợt. Trác Nhất Minh nhìn thấy anh thì cau mày nói, mẹ kiếp, cậu lại sử dụng tần tử cuồng dũng rồi. Lê Văn Vân cười nói, tôi chỉ đi thăm dò tiêm quỷ vàng kia mà thôi. Cậu ngồi xuống đi. Trác Nhất Minh vỗ ghế sofa ở bên cạnh. Lê Văn Vân cạn lời nói, bây giờ đã sắp chiến tranh rồi, vậy mà ông còn chuẩn bị ghế sofa trong lều của mình. Xương cốt của chúng tôi già rồi, không chịu đựng nổi dày vò, hơn nữa chúng tôi cũng chỉ hưởng thụ mấy ngày nữa thôi. Chắc nhất Minh lầm bẩm Lê Văn Vân nghe xong thì trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh cũng không nói gì nhiều, mà ngồi xuống ghế sofa. Sau khi giao đấu, cậu cảm thấy thế nào? Chắc nhất Minh cười như không cười hỏi. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra, nghiêm túc nói tôi vẫn còn cách một cấp bậc. Chắc nhất Minh cười nói, cậu biết thì tốt, do đó. Một đao này không ai có thể thay thế, mà chỉ có thể để tôi chém ra, lê văn vân đang định bác bỏ nhưng lại phát hiện dưới tình huống mình không có đủ thực lực dường như mình không có tư cách lên tiếng nên hít một hơi thật sâu rồi im lặng tôi gọi cậu đến đây là muốn nói với cậu vài chuyện trác nhất minh nhìn lê văn vân lạnh nhạt nói ông cứ nói đi tâm trạng của lê văn vân hơi kiềm nén trên mặt trác nhất minh nở nụ cười nói thứ nhất cậu hãy quay về người gác đêm đi được lê văn vân liền gật đầu đồng ý Vương Hồng đang ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt càng nồng đậm hơn, nhưng trong nụ cười nồng đậm lại ẩn chứa nỗi đau buồn không thể diễn tả bằng lời. Ông ta không nói chen vào, mà tiếp tục cúi đầu xuống, đọc tài liệu trong tay. Kiểu chung sống của Lê Văn Vân và Trác Nhất Minh rất thú vị. Lê Văn Vân được Trác Nhất Minh dẫn vào người gác đêm, khi Trác Nhất Minh đối mặt với Lê Văn Vân, hễ tí là đánh mắng anh, hơn nữa còn là kiểu cái gì cũng mắng, còn Lê Văn Vân thường chọn cách đáp trả lại hai người giống như chó nhìn thấy cừu vừa nhìn thấy phải mắng vài câu bằng không sẽ cảm thấy khó chịu cơ hội để hai người yên ổn ngồi xuống bàn bạc công việc bằng giọng điệu ôn hòa hầu như là không có không ngờ lần này hai người lại ngồi ở đây trò chuyện một cách yên ổn nhưng cả ba người đều biết tại sao dường như sự thật ẩn giấu đằng sau cực kỳ đau buồn nghe thấy câu trả lời của lê văn vân chắc nhất minh hài lòng gật đầu nói thứ hai sau chuyện lần này tôi không biết lần sau chừng nào tiêm quỷ vàng sẽ xuất hiện, nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ không xa lắm đâu, không còn cách nhiều năm giống như lần này. Thời gian còn lại cho cậu, nhiều nhất là 2 3 năm, cậu nhất định phải nghĩ cách đạt tới cấp bậc này, có thể một mình chiến đấu với tiêm quỷ vàng. Cả thế giới này, chỉ có mình cậu là có hy vọng. Nói đến đây, ông ta mím môi nói, có lẽ Lữ Dương cũng có hy vọng này, nhưng cậu ta vẫn còn quá nhỏ. Tôi bảo đảm, Lê Văn Vân thở dài, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó định mở miệng nhưng lại không nói ra trác nhất minh lại hài lòng gật đầu nói tiếp thứ ba cậu biết bao nhiêu về tiến sĩ t tôi cũng không biết nhiều cho lắm lúc trước ông ta từng đến tìm tôi một lần để nói mấy chuyện lê văn vân nhún vai đáp cậu chỉ cần nghe ông ta nói là được còn toàn bộ tài liệu của ông ta đợi sau khi kết thúc chuyện này vương hồng sẽ đưa cho cậu trác nhất minh nói tôi nói cho cậu biết cậu đừng tin lời nói của người này một câu cũng không được tin ngoài ra cậu phải cẩn thận với ông ta kể cả người ở bên cạnh ông ta ông ta nói với tôi rằng ông ta đang làm một cuộc thí nghiệm lê văn vân bĩu môi nói chắc nhất minh cười khẩy thí nghiệm ư có lẽ tên này cũng không thua kém gì tôi hả lông mày của lê văn vân nhất thời giật dữ dội không thua kém gì chắc nhất minh là sao ý ông ta là tiến sĩ t này cũng đạt đến trình độ từ tiêm quỷ vàng trở lên ư hơn nữa còn giống như chắc nhất mình có thể vung ra vô số đau mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào sao. Mí mắt của Lê Văn Vân bắt đầu co giật kịch liệt. Vậy tại sao ông ta? Lê Văn Vân vừa mới nói được một nửa thì chắc nhất mình đã xua tay nói, lựa chọn khác nhau, không phải ai cũng sẽ lựa chọn đối đầu với đám tiêm quỷ này. Tất nhiên, bây giờ chúng ta nói ra những lời này cũng vô ích thôi. Suốt lời, ông ta liền ném một bộ đồ ở trên bàn cho Lê Văn Vân nói, cậu hãy mặc thử xem lê văn vân cầm bộ quần áo lên xem rồi vạch ra mặc vào người ngay bộ đồ này giống y như trang phục của người gác đêm lúc mặc vào người hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác khó chịu quan trọng nhất là bộ đồ này có một số trang bị kim loại ở những nơi trọng yếu mặc dù tôi không ưa tiến sĩ si tê nhưng tôi không thể không thừa nhận ông ta thật sự là nhà khoa học đỉnh cấp trang phục chiến đấu thế hệ này sẽ có cải cách rất lớn cho người gác đêm cậu biết nguồn năng lượng mới của đám tiêm quỷ kia chứ Trác Nhất Minh hỏi. Lê Văn Vân gật đầu nói, tôi biết, nó rất giống với chân khí của chúng ta. Đúng vậy, ngoại trừ việc có thể giúp chân khí trong người chúng ta lớn mạnh hơn, thì bộ đồ chiến đấu này còn có thể sử dụng năng lượng, đồng thời những trang bị kim loại này kết hợp với năng lượng, có thể nâng cao đáng kể tính động cơ, thậm chí có thể tiến hành bay thấp trong khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi đã thử nghiệm rồi, hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng thời gian quá ngắn, mà tài nguyên ở trong tay chúng tôi cũng không đủ bộ đồ này mới được sản xuất trong mấy ngày qua nên chỉ có thể phân phát cho tiểu đội tiên phong hơn nữa lần đầu tiên nó được đưa vào chiến đấu không biết hiệu quả sẽ như thế nào trác nhất minh cười nói lê văn vân liền hít ngụm khí lạnh thứ này gần như có thể nói là khởi xướng công cuộc cải cách hình thức chiến đấu của người gác đêm là một cải tiến tuyệt vời cho người gác đêm có lẽ lê văn vân nuốt nước miếng trác nhất minh lắc đầu nói không có có lẽ cho dù cậu đã quen với thứ này nhưng sự cải tiến bộ của cậu cũng có hạn, vẫn chưa đạt tới trình độ của tiêm quỷ vàng, do đó một đao này chỉ có thể để tôi chém. Sắc mặt của Lê Văn Vân tối sầm lại. Anh cởi bộ đồ chiến đấu ra nói, ngày mai tôi sẽ đi làm quen với bộ đồ chiến đấu này. Chắc nhất Minh gật đầu nói, ừm, ngoài ra trong kế hoạch tác chiến lần này, đa số tiêm quỷ đỏ đều phải dựa vào cậu đánh bại. Trong trận chiến với quy mô lớn như này, rất có khả năng chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn, cậu phải mau chóng giải quyết tiêm quỷ đỏ, đến lúc đó các tiểu đội tiên phong khác và siêu cấp sẽ phối hợp tác với cậu, để giảm thiểu độ tổn thất xuống mức thấp nhất. Lê Văn Vân nhìn Trác Nhất Minh nói, lão già. Hả, Trác Nhất Minh ngẩng đầu lên. Tôi vẫn muốn thử giúp ông bổ ra một đau đó. Lê Văn Vân nghiêm túc nói. Trác Nhất Minh cười nói, tôi đã sống đủ rồi. Ông không thể đi vào. Thủ lĩnh của chúng tôi đang bàn chuyện rất quan trọng với Lê Văn Vân, ông thật sự không thể đi vào trong lúc hai người đang nói chuyện một giọng nói vang lên ở cửa rồi lều của bọn họ đột ngột được vén lên một nhóm người đi vào trong bọn họ đều mang dáng vẻ của người europa đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc trang phục người gác đêm tay cầm một thanh đao sau lưng ông ta có năm sáu người mấy người này lê văn vân đều quen biết hoặc đã từng qua lại với bọn họ trong đó có hai người đang khiêng cáng bên trên có một người bị quấn như xác ướp thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Phất Lan, ông đến rồi à? Vương Hồng luôn giữ im lặng bỗng ngước mắt lên, cười híp mắt nói. chương 985, tôi cần một lời giải thích. Phất Lan, thủ lĩnh người gác đêm hệ Europa, cũng giống như Trác Nhất Minh. Đám người đứng sau lưng ông ta đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong người gác đêm. Bạch Chiêm Phong người gác đêm số không hệ Europa. Đúng vậy, ông ta là người Hoa, nhưng rất nhiều năm về trước đã định cư ở Europa. Ông ta là người đàn ông trung niên, tầm 40 tuổi, vẻ mặt hướng nội. Lê Văn Vân đã từng tiếp xúc với người này, nhưng hai bên chưa từng giao đấu, bởi vì bọn họ không phải là người gác đêm cùng thời đại, cũng chưa từng gặp nhau trong thi đấu, hơn nữa dưới tình huống cả hai đều là người gác đêm thì không được đánh nhau. Lê Văn Vân chỉ tiếp xúc với ông ta một lần duy nhất, đó là khi anh đang chấp hành nhiệm vụ ở Europa. Bạch Chiêm Phong đã phối hợp với anh. Ông ta là người rất kiêu ngạo, gặp ai cũng nhếch mắt lên trời. Tất nhiên, ông ta kiêu ngạo là do thiên phú của ông ta, nghe nói khi ông ta 17 tuổi đã đạt đến trình độ đỉnh cấp, 18 tuổi đã trở thành người đứng trong top 10 của người gác đêm hệ Europa. Sau đó, ông ta vẫn luôn mắc kẹt ở đỉnh cấp, bây giờ đã 31 năm rồi. Cho dù ông ta chưa từng đột phá, nhưng niềm kiêu ngạo trong lòng ông ta chưa bao giờ thay đổi. Lê Văn Vân liếc nhìn ông ta, ông ta cũng đang liếc nhìn Lê Văn Vân, rồi khẽ cau mày. Phất Lan, ông đến rồi à? Chắc nhất Minh lạnh nhạt nói. Phất Lan đứng thứ năm trong thiên bảng, cao thủ siêu cấp, cũng là thủ lĩnh của người gác đêm hệ Europa. Ông ta hờ hững liếc nhìn Lê Văn Vân, cười khẩy nói tôi đến rồi ư. Ông hãy hỏi Lê Văn Vân thử xem cậu ta đã làm ra chuyện tốt đẹp gì, còn hỏi tôi đã đến rồi à? Sứt lời, Ông ta chỉ vào người đang quấn băng nằm trên cáng nói: "Hôm nay, đến lượt người gác đêm hệ Europa chúng tôi ra gác cổng, đây là một thành viên trong người gác đêm hệ Europa chúng tôi." Cậu ta chỉ mới vặn hỏi ở cổng, vậy mà Lê Văn Vân đã ra lệnh cho cấp dưới của mình đánh cậu ta thành bộ dạng này. Tôi biết, vì chuyện lúc trước, Lê Văn Vân đã oán hận người gác đêm hệ Europa chúng tôi, cảm thấy chúng tôi đã hãm hại cậu ta. Về chuyện này thì tôi thừa nhận, tôi cũng tình nguyện xin lỗi cậu ta nhưng đây là trên chiến trường, vậy mà Lê Văn Vân vẫn làm như thế. Chẳng phải cậu ta đang gây xích mích giữa hai hệ chúng ta à? Phất Lan lạnh lùng nói, chắc nhất Minh, ông phải cho tôi một lời giải thích. Chắc nhất Minh nhìn Lê Văn Vân, Lê Văn Vân hờ hững nhún vai, rồi nhìn Phất Lan nói, ông bảo tôi cho ông một lời giải thích à? Ông muốn giải thích thế nào? Nếu không thì chúng ta luyện tập nhé. Phất Lan nhất thời sửng sốt, ông ta nhìn Lê Văn Vân, hơi thẹn quá hóa giận nói, Lê Văn Vân, cậu đừng có mà quá đáng, hay người gác đêm hệ hoa các cậu thật sự muốn thống nhất người gác đêm. Chắc nhất mình nghe thấy câu này thì mí mắt bỗng giật mạnh, từ từ đứng dậy nói, Phất Lan, ông hãy lặp lại câu ông vừa mới nói một lần nữa xem. Phất Lan khẽ biến sắc, vội nói, tôi chỉ hơi tức giận thôi, câu nói này không đúng cho lắm, nhưng hôm nay cấp dưới của tôi đã bị thương, ông phải cho tôi một lời giải thích. Sắc mặt của Lê Văn Vân cũng cực kỳ khó coi, anh đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm Phất Lan nói, ông cứ việc nói ra đi, ông muốn tôi phải làm thế nào. Rất đơn giản, Phất Lan xa sầm mặt nói, nếu người của cậu đã đánh người của tôi, vậy thì tôi cũng muốn người của cậu bước ra, bị đánh y như vậy, bằng không tôi không thể nào giải thích với cấp dưới của tôi. Lê Văn Vân nghe đến đây thì cười chế giễu, ông có giải thích hay không đếch liên quan gì đến tôi, tốt nhất là trước khi tôi nổi nóng, ông hãy cút ra khỏi đây, bằng không ông đây cũng sẽ đánh ông thành bộ dạng này bạch chiêm phong ngước mắt lên nói lê văn vân có phải cậu cảm thấy chắc nhất minh là người gác đêm hệ hoa các cậu nên cậu có thể coi trời bằng vung bây giờ cậu muốn gây xích mích nội bộ đúng không vậy thì sao lê văn vân khinh bỉ nhìn ông ta nói ông định so tài với tôi à ông đây đang ngồi ở đây này ban nãy ông đây còn sử dụng tần tử cuồng dũng bây giờ ông lại muốn đến đây đánh tôi nếu ông đây không đánh chết ông thì tôi sẽ theo họ ông khóe miệng của bạch chiêm phong khẽ co quắp trước mặt Lê Văn Vân, lòng kiêu ngạo của ông ta chẳng là cái thá gì. Đúng lúc này, Lê Văn Vân cười khẩy nói, trước khi mấy người đến gây sự, hãy mở miệng hỏi mấy người gác cổng của các ông thử xem, tại sao ông đây lại đánh anh ta. Anh ta tôn thờ đem, sau khi thấy chúng tôi là người gác đêm hệ hoa, anh ta đã mở miệng lăng mạ, nói chúng tôi đã hãm hại đem. Lê Văn Vân cười gần nói, chuyện này là ai đã hãm hại ai thì dùng phần mông cũng có thể nghĩ ra, xem ra đa số đầu óc của người gác đêm hệ europa các ông đều phát triển ngược xuống mông sau đó anh ta lại ăn nói lỗ mãng với ông cụ nói ông cụ chết chắc rồi người gác đêm hệ hoa chúng ta sẽ như thế này như thế kia cho dù ông cụ chết đi thì ông ấy cũng là anh hùng vì bảo vệ cho đám rác rưởi các ông mà chết vậy mà tên khốn này lại ăn nói quái gở tôi không đánh chết anh ta đã nể mặt người gác đêm hệ europa các ông lắm rồi lê văn vân hờ hững nói nói đến đây anh lại liếm môi nói tiếp, lúc trước tôi đã rời khỏi người gác đêm, tôi vốn không định so đo với các ông nữa, nhưng bây giờ, tôi đã quay trở lại người gác đêm rồi, vừa khéo có một khoản nợ cần phải tính sổ với các ông. Người gác đêm hệ Europa đã hãm hại tôi, nhiều lần sai người muốn giết tôi, cho dù là ở Lâm Hải hay khu tội ác. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, cuối cùng tôi cũng được minh oan, nhưng đến bây giờ, có người nào trong người gác đêm hệ Europa các ông chính miệng nói xin lỗi ông đây hay chưa? Chuyện này, ông phải cho tôi một lời giải thích. Sứt lời, anh nhướng mày nhìn về phía mấy người Phất Lan. Sắc mặt của Phất Lan khẽ thay đổi. Các ông cứ từ từ mà giải thích, tôi có rất nhiều thời gian. Lê Văn Vân ngồi ở bên đó bình tĩnh nói. Trên trán Phất Lan bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu những gì Lê Văn Vân nói là thật, vậy thì người gác đêm này đã nói ra những lời kia trước, nên Lê Văn Vân mới xuống tay với cậu ta, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề hơn nữa nhìn dáng vẻ của lê văn vân không giống như đang nói dối điều đó cũng có nghĩa là người đàn ông đang nằm trên cáng đã nói dối phất lan nhìn người kia hỏi những gì cậu ta nói có phải là sự thật hay không người đang nằm trên cáng khẽ biến sức anh ta rất muốn nói dối nhưng đúng lúc này anh ta phát hiện cả lê văn vân và trác nhất minh đều đang nhìn qua đây ánh mắt của anh ta khẽ thay đổi nghiến răng nói đúng vậy tôi đã nói những lời không nên nói nhưng ngài đem là anh hùng của người gác đêm Chẳng lẽ bọn họ không hãm hại ông ấy à? Cho dù tôi đã nói những lời không nên nói, nhưng bọn họ đã đánh bạn đồng sự của mình như vậy. Phất Lan nghe đến đây thì sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân và Trác Nhất Minh, phát hiện cả hai người đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Là do tôi đã quản giáo không nghiêm, Phất Lan vội nói. Như vậy đã đủ chưa? Lê Văn Vân cười như không cười hỏi. Phất Lan nghiến răng nói, tôi sẽ khai trừ thân phận người gác đêm của cậu ta, đồng thời tịch thu toàn bộ sản nghiệp của cậu ta, đợi đến khi chiến tranh nổ ra, tôi sẽ bảo cậu ta xông lên tuyến đầu. Người đang nằm trên cáng nhất thời biến sắc nói, thủ lĩnh. Xông lên tuyến đầu ư, với thực lực của anh ta, nói trắng ra là đi tìm đường chết. Sắc mặt của Bạch Chiêm Phong cũng cực kỳ ảm đạm. Đúng lúc này, chắc nhất mình bỗng xua tay nói, thôi bỏ đi, chiến tranh sắp nổ ra rồi, Mọi người không cần phải làm như vậy với nhau, chỉ cần khai trừ thân phận người gác đêm, tịch thu toàn bộ sản nghiệp là đủ rồi. Dù gì sau này, người gác đêm vẫn phải hợp tác với nhau, bởi vì mục đích của chúng ta là bảo vệ thế giới này. Phất Lan nghe đến đây thì trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân, phát hiện Lê Văn Vân cũng đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền